Thời gian nghỉ học khá dài do tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến kỳ tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi. Việc tham khảo tìm hiểu kỹ thông tin về phương thức xét tuyển của các trường đại học mình muốn đăng ký nộp hồ sơ được xem là một trong những phần quan trọng của học sinh lúc này trước khi đưa ra quyết định đăng ký trường dự hoặc xét tuyển. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế về những nội dung liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Thưa ông, thì câu hỏi đầu tiên mà rất nhiều các bạn học sinh cuối cấp đang quan tâm đó là các cái hình thức tuyển sinh của các trường đại học thành viên của Đại học Huế. Vậy thì đến thời điểm này các trường đã có phương án cụ thể như thế nào ạ, thưa ông? Hiện nay Đại học Huế đã trên cơ sở là cái quy chế tuyển sinh của Bộ ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2020 thì Đại học Huế đã gấp rút thông báo các đề án tuyển sinh. Thì năm nay cơ bản thì có không thay đổi nhiều so với năm 2019 và 2018. Bởi vì cái kết quả thi trung học phổ thông mặc dù là do địa phương tổ chức thi nhưng mà cái chất lượng thì cơ bản Bộ cũng đã thông báo là đảm bảo theo những cái tiêu chí của thi quốc gia. Do vậy là Đại học Huế cũng sử dụng kết quả thi đấy. Nhưng mà tập trung có 3 hình thức thi chính. Thứ nhất đó là tập trung vào cái thi kết quả thi trung học phổ thông. Và đây là một trong những căn cứ lớn nhất để xét vào tất cả 13 cái đơn vị của Đại học Huế. Cái phương thức thứ hai đó là dựa vào kết quả học bạ của năm 11 và học kỳ 1 của năm 12. Thì cái phương thức này hiện nay đã bắt đầu triển khai trên hệ thống trực tuyến. Và cái phương thức thứ ba đó là kết quả thi trung học phổ thông hoặc là học bạ cùng với thi năng khiếu của nhóm ngành thi năng khiếu của trường nghệ thuật, trường đại học sư phạm và trường đại học khoa học về ngành kiến trúc. Trong các cái hình thức xét tuyển ông vừa nêu thì có hình thức là xét học bạ. Vậy thì liệu cái hình thức này nó có làm giảm cái chất lượng đầu vào của các trường đại học không ạ? Đúng rồi, hiện nay xã hội quan tâm nhất là cái hình thức xét học bạ. Thì cái hình thức xét học bạ là thực ra là một trong những hình thức nếu như cái hệ thống đảm bảo chất lượng của trường trung học phổ thông mà tốt thì trên thế giới người ta cũng xét học bạ là bình thường. Tuy nhiên hiện nay cái hệ thống đảm bảo chất lượng của chúng ta chưa có đủ tin cậy cho xã hội. Do vậy hiện nay nhà Đại học Huế cũng chỉ dành được cửa từ 20-30% là xét theo dạng học bạ này. Và chủ yếu là những ngành mà ở mức độ là cái yêu cầu đầu vào không quá cao. Tuy nhiên Đại học Huế cũng không phải lấy học bạ để làm trong một trong những điều kiện để hạ thấp về cái tiêu chuẩn đầu vào. Do vậy các học bạ nhân 3 điểm môn thi ít nhất phải từ 15, 17, thậm chí có những ngành và 20 điểm trở lên cho 3 môn và tổ hợp thi. Thì lúc đó mới được cái đăng ký xét tuyển đầu vào. Thưa ông, với những cái thay đổi của kỳ thi năm nay thì ông có những cái lời khuyên như thế nào đối với các bạn học sinh cuối cấp trong thời điểm này? Thứ nhất là năm nay có dịch Covid nè. Do vậy trước hết là các em cứ yên tâm học và ôn thi cho tốt. Đặc biệt theo những hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo. Thứ hai là các em đọc kỹ trên các trang thông tin tuyển sinh của Đại học Huế cũng như các trường thành viên và khoa trực thuộc. Và sau đó các em lựa chọn ngành nghề phù hợp nhất mà em có được. Và hiện nay các em lưu ý là có rất nhiều hình thức để đăng ký. Thứ nhất là đăng ký trực tuyến, các em không phải di chuyển đâu cả, ngồi ở nhà cũng có thể đăng ký được. Và thứ hai là các em thể đến trực tiếp Đại học Huế để nộp hồ sơ. Và hình thức thứ ba là các em gửi qua bưu điện. Tuy nhiên Đại học Huế khuyến khích các em là đăng ký hình thức trực tuyến càng nhiều càng tốt để tiện cho việc di chuyển nhiều trong điều kiện hiện nay. Một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương về những cái thông tin tuyển sinh mà ông vừa chia sẻ.